Thời gian qua, huyện Kim Sơn đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 30, số 130 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 153 của Bộ Quốc phòng về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó góp phần sẵn sàng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống cấp bách, khẩn trương, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn khi bão lũ. Là một trong những chủ phương tiện đầu tiên trên địa bàn huyện được huy động đăng ký tham gia thực hiện, ông Trần Văn Diệm hiện đang có 2 con tàu với công suất 1.050 mã lực. Bên cạnh việc khai thác thủy sản trên vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ để phát triển kinh tế gia đình, thì ông cũng luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây nó cũng là một cái nhiệm vụ. Người ngư dân rồi, mình vừa đi lao động sản xuất mà mình cũng là vừa... Nhà nước đầu tư cho mình cái tài sản lớn như vậy thì mình cũng phải có trách nhiệm với cái vùng biển của Việt Nam. Về phía tỉnh này các anh rất quan tâm, đấy, nhắc nhở rồi giúp đỡ mặt này mặt khác để tạo các cái điều kiện. Rồi cũng có những cái hỗ trợ, cái chính sách, ví dụ như là ngư dân với các anh ở biên phòng, ở hải quân rồi cũng hỗ trợ giúp đỡ, động viên cái nguồn lực để cho... ngư dân đi bám biển. Hiện nay, Kim Sơn đã tổ chức khảo sát và đăng ký 3 phương tiện dân sự, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về biên chế, trang bị, thủ tục giấy tờ theo quy định để tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển. Tổng số nhân lực đã đăng ký là hơn 30 người, đều có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc dài ngày trên biển. Trên cơ sở cái thực tế, cái số lượng phương tiện tàu thuyền của huyện thì luôn luôn có cái đánh giá rồi tổ chức tập huấn huấn luyện cùng với các cơ quan đơn vị của tỉnh thực hiện tốt các cái nhiệm vụ theo cái nghị định của Chính phủ và theo cái thông tư của Bộ Quốc phòng. Là địa phương duy nhất của tỉnh có biển, điều kiện địa lý tự nhiên đó đã mang lại nhiều tiềm năng thế mạnh thuận lợi để hội nhập phát triển toàn diện. Song quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển. Với phương châm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, huyện đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành địa phương và nhân dân phát huy những tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung gắn kết phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh.